Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 21 lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. Các đường lối của loài người đều chính đáng theo mắt họ. song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng. Làm theo sự công bình và ngay thẳng được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn của tế lễ. Mặt tự cao, lòng kiêu ngạo và ngọn đèn của kẻ ác đều là tội lỗi các ý tưởng của người cần mẫn dẫn đến sự dư dật còn những kẻ khờ dại chỉ chạy đến điều thiếu thốn tài vật nhờ dùng lưỡi dối gạt mà được ấy là một điều hư không mau hết của kẻ tìm sự chết sự cường bạo của kẻ ác sẽ đùa chúng nó đi vì chúng nó không khứng làm điều ngay thẳng con đường của kẻ gánh tội là quanh quẹo còn công việc kẻ trong sạch vốn ngay thẳng thà ở nơi xó nóc nhà hơn là ở chung nhà với một người đàn bà hay tranh cạnh. Lòng kẻ giữ ao ước điều ác, kẻ lân cận nó không được ơn trước mặt nó. Khi kẻ nhạo bán bị phạt, người ngu dại bèn trở nên khôn ngoan. Khi khuyên dạy người khôn ngoan, người nhận lãnh sự tri thức. Có một đấng công bình xem xét kỹ càng nhà kẻ ác, đấng ấy xô những kẻ ác vào tai họa ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại của lễ dân kín nhiệm nguôi cơn thịnh nộ của hối lộ đuốc vào lòng làm ngất cơn giận dữ tợn làm điều ngay thẳng ấy là một việc vui vẻ cho người công bình nhưng gây bại hoại cho kẻ làm gian ác. Người lầm lạc, xa đường khôn sáng, sẽ ở với hội kẻ chết. Ai ham sự vui chơi, ắt sẽ nghèo khó, còn ai ưa rượu với dầu sẽ chẳng hề làm giàu. Kẻ ác là một giá chuột người công bình, và kẻ dối gạt thế chỗ cho người ngay thẳng. Thà ở nơi vắng vẻ hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận có bửu vật và giàu trong nhà người khôn ngoan nhưng kẻ ngu muội nuốt nó đi người nào tìm cầu sự công bình và sự nhân từ sẽ tìm được sự sống sự công bình và tôn trọng người khôn ngoan leo lên thành giỏng sĩ đánh hạ sức lực mà nó nương cậy ai giữ lấy miệng và lưỡi mình giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn. Nhạo bán, ấy là tên của người kiêu căng cao cách. Nó cư xử cách sắc xược theo tính kiêu ngạo của nó. Sự ước ao của kẻ biến nhát giết chết nó bởi vì hai tay nó không khứng làm việc. Có người trót ngày ham hố quá, nhưng người công bình ban cho không chắc lót của tế lễ của kẻ ác là một vật gớm ghiếc. Phương chi họ đem đến mà có ác tưởng. Chứng dối giả sẽ hư mất đi, nhưng người hay nghe theo sẽ nói được mãi mãi. Kẻ ác tự làm mặt chai mày đá, còn người ngay thẳng làm vững đường lối mình. Chẳng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào hay là mưu kế nào mà chống địch Đức Giê-hô-va được ngựa sắm sửa về ngày tranh chiến, nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va. Chương 12 Hỏi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiên liêng. Anh em biết khi mình còn là người ngoại đạo, bị khuyên dỗ hướng về các thần tượng câm, tùy ý người ta dẫn dụ mình. Bởi đó, tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm thánh linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng, Đức Chúa Giêsu đáng nguyền rủa. Nếu không cảm Đức Thánh Linh cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa. Và có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan. Kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin. Cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Vả, như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chưng chúng ta hoặc người Judah, hoặc người Greg, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép bắp tim chung một thanh linh để hiệp làm một thân. Và chúng ta đều đã chịu uống chung một thanh linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng, vì ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân và nếu tai rằng vì ta chẳng phải là mắt nên ta không thuộc về thân thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân ví bằng cả thân đều là mắt thì sự nghe ở đâu nếu cả thân đều là tai thì sự ngửi ở đâu nhưng bây giờ đức chúa trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý ngài lấy làm tốt mà chỉ định nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng, ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng, ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trao dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trao dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn. Hầu cho trong thân không có sự phân rẽ mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu. Và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Và anh em là thân của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là Đấng Tiên Tri, thứ ba là Thầy Giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn. Chương 20 Sofa, người Naama bèn đáp rằng, Vì cớ ấy, tư tưởng tôi chỉ dạy cho tôi lời đáp, và tại lời đó, tâm thần tôi bị cảm động trong mình tôi. Tôi đã nghe lời trách móc làm hổ thẹn tôi. Trí khôn tôi lấy sự thông minh mà đáp lời. Hãy biết rõ rằng từ đời xưa, từ khi loài người được đặt nơi thế gian, thì sự thắng hơn của kẻ ác không có lâu và sự vui mừng của kẻ vô đạo chỉ một lúc mà thôi dầu sự kiêu căng nó cất lên đến tận trời dầu cho đầu nó đụng chí mây thì nó sẽ bị tiêu diệt đời đời như phân bón nó những người đã thấy nó sẽ hỏi rằng nó ở đâu nó bay đi như một cơn chim bao không ai gặp nó lại thật nó sẽ biến mất như dị tượng ban đêm con mắt đã thường xem nó sẽ không thấy nó lại nơi nó ở cũng sẽ chẳng còn nhìn nó nữa con cái nó sẽ cầu ơn kẻ nghèo và tay nó sẽ thường lại tài sản mà sự hung bạo nó đã cướp giật. Tứ chi nó đầy sức lực của buổi đang thì nhưng sẽ nằm chung với nó trong bụi đất. Dẫu sự ác lấy làm ngọt ngào cho miệng nó, dẫu ẩn dưới lưỡi hắn, dẫu hắn chiếu mến sự ác không từ bỏ nó, nhưng giữ nó lại trong miệng mình, thì vật thực nó sẽ biến nơi can tràn, và thành ra mật rắn hổ trong bụng nó. Nó có nuốt của cải rồi lại mửa ra. Đức Chúa Trời sẽ tống của ấy ra khỏi bụng nó. Nó sẽ muốt nọc rắn hổ. Lưỡi của rắn lục sẽ giết nó. Nó sẽ chẳng thấy sông và dòng chảy mật cùng mở sữa ra. Nó phải trả hoa lợi về công việc mình, không được nuốt nó. Phải thương lại tùy theo giá nó, không được hưởng của ấy vì nó có hà hiếp, bỏ bê kẻ nghèo, cướp lấy nhà cửa mà nó không có xây cất. Bởi vì nó không biết an tịnh trong mình, nó sẽ chẳng được bảo thủ gì về các điều mình ưa thích hơn hết. Chẳng chi thoát khỏi sự mê ăn của nó, cho nên sự may mắn nó chẳng bền lâu. Đang khi dư dật, nó sẽ bị cùng túng. Các người khốn khổ sẽ tra tay vào mình nó. Đức Chúa Trời sẽ sai thịnh nộ Ngài hãm mình nó, đặng làm cho lòng nó đầy dẫy. Ngài sẽ dán cơn giận Ngài trên mình nó, chính trong lúc nó ăn bữa. Nó sẽ trốn lánh khỏi khí giới sắc, còn cây cung đồng sẽ soi lũng nó. Nó nhổ tên ra khỏi thân nó, mũi gươm bóng người rút ra khỏi gan nó, các sự kinh khiếp hãm áp nó. Cả sự tối tâm đã dành làm bửu vật cho nó. Lửa người ta không thổi sẽ thiêu đốt nó và kẻ còn sót lại trong trại nó sẽ bị tiêu diệt đi. Các từng trời sẽ bày tỏ gian ác nó ra và đất sẽ dấy lên nghịch cùng nó. Hoa lợi của nhà nó sẽ bị đem đi mất. Tài sản nó sẽ bị trôi đi trong ngày thạnh nộ của Chúa. Đó là phần mà Đức Chúa Trời dành cho kẻ hung ác và ấy là cơ nghiệp mà Ngài định cho nó. Chương 21 Gióp đáp rằng hãy nghe kỹ càng lời giảng luận tôi thì điều đó sẽ thế cho sự an ủi của các bạn hãy nhịn nhục tôi để tôi nói sau khi tôi đã nói các bạn hãy cứ nhạo báng đi còn về phần tôi than vang tôi há hướng về loài người sao nhân sao trí tôi không hết nhịn nhục hãy xem xét tôi và lấy làm lạ khá lấy tay bụm miệng mình khi nào tôi nhớ lại tôi bèn bị kinh hoảng rỡn óc cả và thịt tôi cớ sao kẻ gian ác sống trở nên già cả và quyền thế cường thạnh dòng dõi chúng nó thành lập có mắt chúng nó thấy và con cháu họ ở trước mặt họ nhà của chúng nó được bình yên không sợ gì roi của đức chúa trời chẳng đánh mình chúng nó bò được chúng nó sinh sản không hề thiếu kém bò cái họ sinh đẻ không có sảo chúng nó cho các đứa trẻ mình đi ra như một bầy chiên và con cái họ giỡn chơi nhau hát múa theo tiếng trống nhỏ và đừng cầm và vui mừng theo tiếng kèn sáo chúng nó may mắn trải qua các ngày đời mình rồi bỗng chốc sa xuống âm phủ chúng nó nói với đức chúa trời rằng ngài hãy lìa xa chúng tôi vì chúng tôi không muốn biết đạo của ngài đấng toàn năng là chi mà chúng tôi phải phục sự ngài nếu chúng tôi cầu khẩn ngài thì được ích gì kìa sự may mắn chúng nó chẳng ở nơi tay chúng nó các mưu trước kẻ ác cách xa tôi cái đèn kẻ ác tắt tai họa dáng trên chúng nó và trong cơn thạnh nộ đức chúa trời phân phát đau đớn cho chúng nó điều đó há có thường xảy đến sao há năng xảy ra chúng nó phải như rơm trước gió, như trấu bị bão cất đi sao? Các bạn nói rằng, Đức Chúa Trời dành sự hình phạt về hung ác nó cho con cái nó. Đức Chúa Trời khá báo cho chính mình nó để nó biết. Khá chính con mắt hắn xem thấy điều hư hoại mình và uống được sự thạnh nộ của đấng toàn năng. Vì khi số ngày định cho nó đã hết rồi, nó nào kể chi đến gia quyến sau nó. Đức Chúa Trời xét đoán những người cao vị. Vậy, người ta há sẽ dạy tri thức cho Ngài sao? Kẻ này thác giữa chừng mạnh mẽ, được thanh nhàn và bình an mọi bề. Hai bình người đầy sữa và tủy xương người nhuần đượm. Kẻ khác lại chết giữa chừng cay đắng linh hồn, chẳng hề được nếm điều phước hạnh gì hết. Cả hai đều nằm chung trong bụi đất, dòi sâu che lấp họ này tôi biết ý tưởng các bạn cùng các mưu kế các bạn toan dùng đặng tàn hại tôi vì các bạn nói rằng nhà kẻ cường bạo ở đâu trại kẻ ác ở nơi nào chớ thì các bạn chẳng hề hỏi khách qua đường sao há chẳng nhờ chứng cớ của họ mà nhìn biết chăng trong ngày tai họa kẻ hung ác được khỏi và trong ngày thạnh nộ nó được thoát tại trước mặt hắn ai dám trách hắn vì tánh hạnh hắn ai sẽ báo ứng điều hắn đã làm nó sẽ được đưa đến huyệt mã và người ta sẽ canh giữ phần mộ nó các cục đất của trũng lấy làm êm dịu cho nó mọi người đều đi noi theo và kẻ đi trước thì vô số vậy sao các bạn an ủi tôi vô ích giường ấy vì những câu đáp của các bạn chỉ còn sự bất trung mà thôi Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này, bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Con nguyện thánh linh đức chúa trời đổ đầy, đầy dẫy con chúa ơi, những bông trái của thánh linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngài. Con cảm ơn Chúa, Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa trời toàn năng và phước hạnh. Con nhận lãnh từ nơi Ngài và Con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh kiệm rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.